Xin chào các bạn đã đến với khóa học In Auto của Nga Nguyễn. Đây là clip 2 của phần 7, phần thiết kế. Thì ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục với một vài những cái mẫu chốt quan trọng để hướng dẫn các bạn. Và chúng ta sẽ còn có một clip thứ 3, đó là tối ưu, tức là làm nhanh, giúp các bạn nhanh hơn, xử lý một số trường hợp nhanh hơn. Và những bạn nào mới học hoặc mới bước vào ngành in thì nó rất là quan trọng, bổ ích và ý nghĩa thực sự luôn ạ. Tôi đã gửi cho các bạn một đường link để các bạn tải những cái mẫu này. Đây là mẫu cơ bản nhé. Tất nhiên những có rất nhiều những cái mẫu và hình thức mới đẹp hơn nhiều, nhưng mà tôi nó quá nặng và nhiều file, tôi cũng chưa tìm và gửi cho các bạn gom lại được. Các bạn cứ dùng tạm mấy cái này nhé. Ví dụ khi mà một khách hàng tới, các bạn khách hàng muốn chỉnh, các bạn chỉnh cho khách hàng xem luôn. Ví dụ họ yêu cầu đó là một cái mẫu tay rắc lăn chẳng hạn. Đó, ví dụ muốn là mẫu tay rắc lăn màu đỏ, viền màu đen và cái thân áo trước màu đen chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần bấm vào đây. Nếu như chưa mở ra thì các bạn có thể nhớ lại đó là bấm Ctrl U. Đúng không ạ? Ctrl U để điều chỉnh những cái màu sắc mà khách hàng muốn. Đấy, còn những cái màu hoa hòe này này, gọi là cái bóng mờ đó, nhưng mà đây là cái file hơi xấu một tí. Đấy, nhưng mà các bạn vẫn có thể điều chỉnh được mà. Tôi vẫn thường hay xài những cái loại thể loại này bình thường. Đó, như vậy là giả sử khách yêu cầu là làm cái áo rắc lăn màu đỏ, thì cổ tay với viền tay màu vàng luôn chẳng hạn. Đó, thì chúng ta sẽ làm như thế, chỉnh trực tiếp luôn cho khách xem ngay tại chỗ, hoặc là sao đấy, hoặc là điều chỉnh thêm và gửi sau đấy. Đó, chúng ta có thể xóa đi những cái hình in này này sẵn có này, được chưa ạ? Ngày đầu á, khi mà tôi làm thiết kế những cái mẫu này này, những năm khoảng độ 24, 15, nó phải làm nên lâu các bạn ạ. Không phải đơn giản đâu, không phải là có khung nền sẵn các kiểu rồi là đưa ra ý tưởng rồi là các kiểu đâu. Ví dụ trước là các bạn in 4 màu thì các bạn cho mã màu vào đây luôn này. Đó, mặt sau bao nhiêu màu gì đấy. Rồi là những cái yêu cầu của khách gì đó mình ghi trên này luôn. Mã số sản phẩm các kiểu đấy. Ví dụ như khách muốn yêu cầu là in logo này, in một cái dòng chữ này, hay là in một cái hình lớn sau lưng này, thì các bạn cứ mặc định là ghi chép cơ bản gì đấy để cho khách hàng hiểu đã. Sau đó là khách hàng đồng ý thì chúng ta sẽ gửi cho khách hàng, duyệt xong và thiết kế chính chính thức để gửi cho khách hàng duyệt. Nếu không mà nếu các bạn không gửi khách hàng duyệt thì vấn đề sai sót là cực kỳ lớn và dễ ảnh hưởng đến sản phẩm của chúng ta. Đấy thì các bạn, đây là tôi đã ví dụ cho bạn nhé. Đây mũ này, mũ ví dụ đây, mũ ví dụ của các bạn. Đây là những mẫu cơ bản. Các bạn muốn những mẫu đẹp hơn thì nên tự chế ra hoặc là tìm nhé. Giả sử tôi muốn in một cái mũ màu trắng, đúng không ạ? Lưỡi màu đỏ, nút này màu đỏ luôn, và hình in của nó là giả sử là chữ in mỗi một chữ là A2 thôi chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn có thể là đánh mà làm ngay lập tức luôn, không cần phải suy nghĩ luôn. Đấy, cho nó nghiêng. Đó, đó là ví dụ như thế nhé. Rồi sau đó các bạn gửi cho khách, chụp màn hình cho khách. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục với phần hôm qua. Tôi sẽ lấy một cái mẫu áo của bẻ đi, copy qua đi. Đó, đưa qua một cái bài tập 3 này. Có 3 phần bài tập đó, các bạn có thể tập vẽ nhé. Mình đã lựa chọn những mẫu mà nó từ dễ đến khó, các bạn có thể là vẽ theo. 3 là khó hơn 1, 2. Đấy. Ví dụ khách hàng mong muốn đặt một sản phẩm là áo cổ bè, đúng không ạ? Là áo màu gì nhỉ? Để mình làm màu cam đi nhá. Màu cam thì các bạn tiến hành đổi tất cả mọi thứ thành màu cam. Đấy, những cái màu mà mới chọn nó sẽ nằm ở góc này này,
đang xài á, bên này là tất cả màu. Còn đây là những cái màu mà các bạn vừa mới sử dụng. Cổ họ yêu cầu là cái cổ màu cam xanh bích chẳng hạn. Đấy. Ở đây các bạn cũng đổi thành bích. Cái đường viền này, cái này thì các bạn sẽ cho thành một màu cam và cho nó đậm hơn một tí chẳng hạn, để tạo kiểu dạng bóng mờ đấy. 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 Mấy cái đường viền này thì cho cam luôn đi, đỡ phức tạp. Thì tạm thời là như thế đi nhé. Còn các bạn nên nên đao hoặc là tìm những cái màu áo mới. Cái này là cái mẫu cũng khá cũ rồi, nhưng mà nó bởi vì nó có nhiều mẫu, thành ra tôi lấy cái này là giúp cho các bạn là có hết tất cả luôn. Rồi bây giờ khách muốn là in thiết kế một cái logo là một cái chữ, ví dụ là lớp 9A đi ha. 9A thì các bạn sẽ lựa chọn một cái phông nào đó trong danh mục này, một cái phông nào đó mà các bạn cảm thấy là vừa đẹp và vừa dễ in cho chúng ta nữa. Nếu là in lụa thì các bạn cũng đừng lựa chọn những cái màu mà nó có nhiều chi tiết nhỏ hoặc là những cái có những cái sự phức tạp nào đó. Đấy, thì không nên nhé, vì các bạn có nhiều phương pháp in, thì sắp tới là chúng ta sẽ học về in lụa. Thì in lụa có thể là bằng in bằng chụp khung, hoặc là chúng ta cắt bằng đề can thì chúng ta in. Đấy, làm khung bằng đề can thì nó càng đơn giản thì nó càng tốt. Rồi khi mà vẽ 9A thì chúng ta thấy là phối màu nhá. Phối màu ở đây ví dụ áo màu cam, cổ màu xanh là bích, thì chúng ta cũng tốt nhất cũng nên gì? Nên làm cho nó trùng màu luôn như thế này nhá. Một là vừa đẹp, hai nữa là cũng hợp lý. Rồi, giả sử là như thế đi. Còn ở tay mà họ muốn in nữa, ở tay phải, tay trái gì đó thì chúng ta sẽ ghép vào đây luôn. Như vậy. Thế là xong. Đấy, còn giả sử như mà các bạn kỹ hơn nữa thì có thể là ghép lên ở đây luôn này. Tay tay phải đúng không? Tay phải đây này. Ở đây thì rõ ràng là gì? Khi mà ghép lên áo thì nó một phần cái này nó sẽ ở đây đúng không ạ? Còn một phần nữa là gì? Nó sẽ bị mất. Các bạn vào đây này. Nháy vào cái phần màu đen này, này là cái để xóa như tôi hôm qua nói đấy. Tức là chúng ta xóa đi. Đó, xóa phần dư thừa. Đấy. Rồi đây cũng vậy, có chữ A rồi, chữ A rồi thì bây giờ để lại số 9 thôi. Xóa luôn. Đấy. Và ghép cái chữ 9 này, này qua bên cái tay bên này là nhìn nó rất là chuyên nghiệp nha. Đấy. Đẹp chưa? Rồi, ở đây có mấy cái cúc này. Nhưng mà nó chạy đâu rồi? Nhưng nếu mà không có cúc thì chúng ta này vẽ vào thôi. Cái bây giờ các bạn học rồi thì có cái ví dụ nào thì cứ suy nghĩ ra và làm cho nó quen ha, chứ còn không không làm là nó sẽ không không hiểu được. Rồi bây giờ coi như là xong về vấn đề là áo nhé. Bây giờ là hình in sau lưng nữa. Giả sử khách hàng muốn in gửi cho bạn một cái hình này, rồi họ muốn in cái sản phẩm cái này, thì ở đây chúng ta có nhiều cái chúng ta phải xét ra nhiều yếu tố. Ví dụ như là gì? Nếu như là cái hình in rõ, hình in này mà rõ, khách gửi rõ thì rất rất là khỏe. Vì chúng ta có thể lựa chọn, ví dụ nếu là áo in nhiệt thì chúng ta có thể để thế in luôn cho nó khỏe đúng không ạ? Hoặc nếu mà in lụa thì chúng ta sẽ phải thiết kế để mà tách màu. Đấy, nó phải là file vector. Đấy, nếu là file vector hình in rõ thì chúng ta có thể là in nhiệt này, in chuyển nhiệt đúng không ạ? In chuyển nhiệt, hoặc là những cái mẫu logo mà khó vẽ quá thì các bạn không in chuyển nhiệt thì làm đề can hay là làm pet gì đấy là tùy đúng không? Đúng không? Hoặc là hình in rõ thì các bạn cũng có thể là in, có thể tách, có thể là vẽ tự động này. Đó, chẳng hạn mình sẽ đưa ra nhiều giải pháp như thế. Hoặc là tách màu, hoặc là gì nhỉ? Các bạn có thể tách tách cam ra luôn. Tách cam để in này thì tôi thông thường người ta in số lượng lớn và in những cái loại hình ảnh, tức là hình người đấy, tức là cái loại này là loại 3D đấy, tôi gọi là 3D là hình thật đấy, thì đó mới mới dùng thôi, còn không là không không có dùng làm gì cả đấy.
Còn hình hình mà mờ thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải gì? Phải vẽ thôi. Chúng ta phải chỉ có hình mờ. Mờ thì chúng ta cần phải phải vẽ. Đúng. Vẽ sau đó chúng ta tách màu ra. Tách màu ra để làm gì? Để tách màu để mà làm khung đúng không? Đấy, làm khung. Và cuối cùng là sẽ là in. Đấy. Thì mục đích của chúng ta là thiết kế là như thế. Còn mà khi mà đã đang các bạn thiết kế chỉ để gửi cho khách thôi ấy, thì cũng không nhất thiết lắm. Ví dụ này, các bạn có thể vào Photoshop nhé, Photoshop và học và lên trên Google gõ một tí đúng 3 phút thì các bạn biết cách là làm sao để mà tách cái nền đúng không ạ, tách cái nền vàng này ra lấy một cái hình in này đúng không ạ. Đấy, còn nếu không thì chúng ta vẫn làm cái giải pháp như hôm qua tôi đã chỉ, đó là gì ạ? Vào bitmap này, vào đây color mask này, và chúng ta chọn vào một cái gọi là đánh dấu vào đấy, đánh dấu vào một cái mà cái màu để chúng ta bỏ. Ở đây chúng ta bấm vào cái bút này này, chúng ta chỉ vào đây. Được chưa? Chỉ vào đây và chúng ta apply. Nhưng mà cái này phải kéo một tí nha, kéo càng xa thì nó càng rõ. Cứ các bạn cứ thử test thử nhé, test thử xem thế nào. Hợp lý thì xử lý, mà không hợp lý thì thôi. Nhưng mà nếu cái hình này do cái nghề mờ quá đi, nếu mà hình mà nó ok hơn một tí thì nó sẽ là rất là dễ. Tạm thời là như thế, chúng ta vẫn đấy. Ở còn ở đây thì các bạn nghiên cứu thêm là cái hai và là sau này này, ẩn và sau tức là hiện. Nếu mà chúng ta muốn chỉ hiện màu vàng thì nó sẽ chỉ hiện mỗi màu vàng thôi, còn muốn ẩn màu vàng thì bấm hai này và chúng ta đó là xong ấy. Để gửi cho khách hàng duyệt đã, lỡ may ông trái gió trở trời, ông lại nghỉ giữa chừng thì thiết kế xong ông hủy cái là tôi chết dở. Đấy, tạm thời khách đã duyệt, tôi coi như là đã duyệt nhé. Đã duyệt thì bây giờ chúng ta sẽ làm việc. Rồi, chúng ta sẽ kéo ra ở một cái khung tỷ lệ phù hợp nhé. Đừng có kéo nhỏ quá. Ví dụ như là chúng ta áng chừng là in cái hình này khoảng độ là 25-30 phân thì chúng ta cũng kéo này. Khi còn nháy vào hình ảnh này, có thể thấy là chiều rộng 27 này, chiều ngang 30 này là vừa. Thì các bạn cũng đừng có kéo nhỏ tí thế này. Các bạn hiểu không? Chúng ta phải kéo tương thích thì có thể là to hơn tí nhỏ hơn xíu không sao, nhưng mà nó có khá là gần như là tương thích thì được. Rồi chúng ta sẽ xử lý xong cái bước đó đúng không ạ. Tôi có lẽ nếu mà các bạn không nhớ nữa thì tôi sẽ tiếp tục ghi ra cho các bạn này. Tôi không soạn giáo trình giáo án cho nên là tôi sẽ cứ đến đâu tôi sẽ ghi đến đó, và tôi ghi theo một cái mà trình tự mà tôi làm. Đấy, ví dụ như là một này. Rồi, ví dụ như là chúng ta phải kéo kéo kích thước khá là tương thích một tí. Đấy. Xóa bỏ cái này nhá, tức là nó kích thước nó phù hợp với cái áo đúng không ạ, đừng có để nó chênh lệch quá. Đấy. Ở đây là mm, là coi như là các bạn từ đo nhé. Đây, đơn vị này tôi không thích tỉnh in, tôi thích mm này. Rồi sau khi mà chỉnh được cái này tương thích rồi á, tôi đều là kéo kích thước phù hợp này. Sau khi kéo kích thước phù hợp thì bước 2 chúng ta làm gì? Hôm qua tôi đã nhắc cho các bạn rồi, đó là gì? Đó là cần phải khóa đối tượng. Khóa đối tượng. Đấy. Bước 3 là gì? Chúng ta vẽ. Bước 3 là chúng ta vẽ, đúng không ạ? Bước 3. Vẽ. Vẽ. Vậy thì ở đây vẽ là vẽ cái gì? Ở đây vẽ thì chúng ta cứ vẫn cần phải vẽ những gì? Vẽ những cái chi tiết. Tiết hay gọi là cái là những cái nền mà nó ở dưới. Dưới trước, đúng không ạ? Đấy. Sau đó là vẽ những cái gọi là chi tiết trên sau. Đúng không ạ? Và chúng ta thêm bớt sau. Thêm bớt chi tiết tiết nhỏ hoặc là chữ này đấy, và sau như thế thôi ha. Lát nữa chúng ta sẽ bổ sung thêm bên này, bây giờ chúng ta cứ làm tới đâu là quốc tới đó đó. Kéo kích thước phù hợp, khóa đối tượng lốc này, và chúng ta sẽ tìm
Các bạn có thể nhìn thấy đây, có thể nhìn rõ là ở sau đây ngôi nhà. Ở ngôi nhà. Ngôi nhà thì nằm sau. Đó, còn ở tiếp theo sẽ là hai cái cậu bé này và chữ. Đó. Rồi, chúng ta sẽ từ theo thứ tự vẽ. Mà đặc biệt là các bạn phải nhớ là chi tiết ở dưới này á, đã chi tiết ở dưới và chúng ta phải ghi nhớ là những cái chỗ ở dưới thì cần phải dự đoán và cũng không cần thiết phải đúng. Hiểu không ạ? Những chi tiết ở dưới thì đây thì lưu ý luôn đi. Lưu ý. Chi tiết ở dưới không nhất thiết phải chuẩn, phải đúng. Cái này thì nó là các bạn làm nó sẽ chứng thực được. Đấy, khi các bạn làm thì các bạn sẽ thấy thôi. Đấy. Khi ở trong Photoshop thì chúng ta gọi là các cái layer, tức là những nó tạo ra từng lớp một. Ông mà tạo layer sau thì nó sẽ đè lên layer trước. Đấy. Còn ở đây chúng ta lại những cái thằng nào mà vẽ trước thì nó sẽ là gì? Bị đè bởi một cái đối tượng sau. Được chưa? Đối tượng vẽ trước, đối tượng vẽ sau. Đó, hôm tôi chỉ nhắc lại thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào vẽ cái này luôn, các bạn chú ý, các bạn sẽ hiểu nhá. Đây, chúng ta nhảy vào cái biểu tượng để vẽ chi tiết bên trái này. Đây là cái công cụ vẽ từ đầu mà hôm qua tôi nói, tức là dí chuột là vẽ theo yêu cầu, chúng ta chuột đi đâu thì đi theo đấy. Nhưng mà rõ ràng là nó không có chuẩn xác thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách. Đấy. Nếu bạn nào vẽ AI thì tìm học những khóa AI để vẽ, để học và vẽ thì nó cũng tương tự như thế thôi. Nhưng mà nếu tốt nhất nếu mà chưa biết gì ấy, thì quất luôn Corel đi. Đấy, vì về cơ bản nó giống nhau. Rồi, tôi đã chọn cái đối tượng này đúng không? Bây giờ tôi sẽ vẽ cho các bạn, đó là cái nhà. Cái nhà thì đây, tôi sẽ vẽ như thế này. Tôi sẽ quất đại như thế này. À, đây, tôi sẽ bách. Nếu như vẽ sai thì Ctrl Z vẽ tới cái này. Chúng ta mục đích của cái này là vẽ để hiểu nhá, chứ không nhất thiết phải là gì, không nhất thiết phải phải là đúng, không nhất thiết phải là đúng. Thôi bây giờ tôi sẽ chia ra đoạn này luôn. Bây giờ tôi sẽ cũng đây chia ra luôn, đó là cái mái nhà và phần 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 hai cái cột này luôn nhé. Đấy, ghép luôn thì các bạn sẽ thấy trong một cái bài học chúng ta hiểu rất nhiều vấn đề này. Vẽ luôn cả cái này dưới này luôn đi. Thôi tôi sẽ nghĩ một cái khác hay hơn, đó là tôi sẽ vẽ luôn cái hình chữ nhật đây luôn. Đấy, vẽ cái hình chữ nhật đây. Công việc gì mà mình phải vẽ cả. Tôi tách ra nhiều đối tượng để các bạn dễ hiểu hơn. Đó, tạm thời nhé, tôi cứ vẽ vẽ cho nó ra cái khung cái đó. Tôi không nói là phải vẽ đẹp. Đấy. Đó, ở dưới này cũng vậy. Quốc luôn cái hình chữ nhật cho chúng ta rõ. Đó, hình chữ nhật như thế đi. Rồi, vẽ hết một loạt. Khi mà chúng ta phải vẽ cho nó hiểu cái đã. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ luôn cái gì? Cái mái. Đây, cái mái này. Cái mái này. Đó, cứ vẽ ra đi rồi chúng ta tính sau. Đó, vẽ luôn một lần. Rồi. Ở đây có một cái bảng gọi là cái bảng tên mà khả năng là chúng ta sẽ ghi tên lớp ở đó đó. Rồi, tiếp theo là gì để xem. Ở đây có một cái hàng rào, các bạn có thấy không ạ? Một cái hàng rào. Chúng ta cứ vẽ đi, cứ thấy đối tượng là vẽ cái đó. Cái hàng rào này được cấu thành từ là những cái này, thì việc của chúng tôi là tôi sẽ vẽ một cái này được ạ, vẽ một cái hình trắng này này, chọn đối tượng và gộp chung. Rồi bây giờ chúng ta sẽ copy ra, đúng chưa các bạn? Chúng ta nhắc lại bài học ngày hôm qua và chúng ta bấm gì, muốn cho nó đều thì bấm gì, shift no, bấm chưa
phải bôi đen vừa đủ thôi nhá, bôi đen vừa đủ với cái hình thôi, đừng có bôi tất cả ship e này, đó là xong nhá. Bây giờ cũng vậy, khi mà chúng ta đã biết rõ là đối tượng là chung của một đối tượng, cái hàng rào là chung một cái chứ không thể nào là cái trước cái sau được, như vậy là nó đã chung đối tượng, như vậy chúng ta sẽ gộp chung. Đấy, cũng giống như một bộ cốc chén đúng không, bao gồm cái phần phải tay cầm và một cái phần ly, cái phần 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 thủy tinh để mà chứa đó, thì chúng ta gộp chung luôn chứ tại sao lại tách làm gì đúng không ạ. Vậy thì bây giờ tôi sẽ gộp chung luôn và gộp luôn cả cái màu trắng ở dưới này. Đấy. Đó, nó đã thành một đối tượng rồi này, tôi sẽ đổ màu các bạn thấy này. Đó. Bây giờ nó còn có một cái thanh ngang, có một thanh ngang đúng không ạ? Ok, chơi luôn, cho vào đây gộp chung luôn. Đấy. Cứ để đó rồi chúng ta sẽ tính sau. Bây giờ muốn thấy các đối tượng là chúng ta vừa vẽ đúng không? Chúng ta sẽ bôi đen tất cả và sẽ cho nó thành một cái màu gì đó khác biệt với tất cả những màu sắc ở có trong cái hình. Có thể là màu màu đỏ hay là màu, tốt nhất là ở đây không có màu xanh bích, tôi sẽ cho màu xanh bích và tôi cho cái kích thước kích nét này ở phía trên đây này. Các bạn luôn luôn thấy cái bút này không ạ? Ở đây có một cái bút này, ở dưới này cũng có một cái bút này, bút nào cũng được. Nháy vào cho nó là 2 đi, cho nó to tí. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vẽ và đúng từng đối tượng này. Ví dụ cái ông này là ở đây, sau khi vẽ cái này thì mình đã thấy là ở đây là có một cái đường màu ngang này. Đó, sau đó chúng ta lại bỏ đi, bỏ chọn và tiếp tục vẽ cái đường màu ngang ở dưới này. Vì nó mờ quá thành ra mình chỉ dự đoán thôi chứ mình đâu có cái dữ kiện gì đâu để mà, với lại khách cũng không bao giờ yêu yêu cầu chúng ta kỹ đến mức độ như thế đúng không ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đổ màu, đổ những cái màu nền, màu cam đúng không ạ. Đáng lẽ chúng ta sẽ vẽ vẽ luôn cả hai cái đối tượng này luôn nhá, vẽ luôn, nhưng bây giờ thôi ta đổ trước đúng không ạ, để là xem đối tượng nó đã đúng hay chưa. Nhưng mà đối với nếu là tôi nhé, tôi sẽ vẽ hết toàn bộ luôn, gần như là hết, hoặc là chúng ta cần sẽ phải, nếu mà không hết thì tôi sẽ vẽ xong và tôi kéo ra tách và sau cuối cùng là ghép sau. Đấy, rất là nhiều cách mà, khi đó các bạn sẽ tự tư duy thôi, nhưng mà mỗi người sẽ lựa chọn mình một cái phương pháp. Đây thôi thì đổ đi cho các bạn hiểu luôn nha, không là nhìn nó khó nhìn lắm. Đây, giả sử tôi đổ cái màu cam này chưa giống với màu cam này thì chúng ta sẽ nháy vào cái ô này và nháy vào cái đổ màu dưới này này. Các bạn làm một vòng nhé. Bên này là những cái màu mà nó đã sử dụng gần đây. Còn đây là những cái màu để đổ màu. Còn màu này là màu viền, màu bút các kiểu ấy. Màu viền ấy, đừng viền. Một đối tượng khi tạo thành bao gồm có màu nền và màu viền. Đấy, nếu như là nó kín. Ok, nháy vào đây, cầm cái bút này này. Chỉ vào đây này. Giống như là Photoshop thôi. Đấy, chỉ là xong. Rồi, ok. Ở đây cũng vậy, chúng ta đổ luôn đi. Đổ. Rồi, hai đối tượng này do chúng ta vẽ sau so với cái đối tượng ở trước cho nên là nó đã nằm trên. Khi mà nó đã nằm trên chúng ta sẽ bấm Ctrl Down cho nó làm sướng. Các bạn, tôi vừa bấm Ctrl Down. Đấy. Cái này màu đỏ chúng ta sẽ đổ màu đỏ luôn. Ok, cái này là màu cam thì phải, đúng không? Màu cam thì đổ màu cam, cái này màu đỏ thì đổ màu đỏ. Đấy, cứ để thế đi. Còn mà nói là ngồi chỉnh cho nó tròn tròn hay gì gì đó thì các bạn sẽ tự chỉnh sau. Tự chỉnh sau. Mà cũng không có gì khó cả, quan trọng là hiểu vấn đề chứ còn chỉnh những cái này thì đấy, giống như là khi ban đầu thôi, quan trọng là hiểu thôi, còn làm thì rất là dễ. Làm thì cứ thế mà nó giống nhau mà. Rồi ok, chúng ta đã vẽ được cái này thì chúng ta điền luôn một cái chữ chữ đúng không? Ví dụ ở đây là gì? Con zombie. Tôi nghe giờ phải không? Rồi, ok. Bởi vì làm một cái bài tập như thế này này là chúng ta hội tụ rất là nhiều yếu tố trong này. Kết hợp rất là nhiều kiến thức và những cái mà chúng ta cần phải biết. Rồi giả sử như thế đi. Rồi chúng ta khi mà vẽ ra như này, bây giờ làm sao để cân giữa và chỉnh phù hợp thì các bạn sẽ bấm Ctrl K nhé. Đó, Ctrl K nó sẽ tách từng dòng. Nếu các bạn bấm Ctrl K một lần nữa thì nó sẽ tách ra từng chữ nữa. Đó, đó cũng là một cái mà tôi nhắc lại các bạn. Tách chữ nha.
tách đối tượng. Thử bấm vài lần đi rồi sẽ hiểu nhé. Rồi ghép cái này cho nó gần đúng thế thôi. Dài quá thì cho nó kéo nó vừa. Quốc nó màu đỏ luôn ha. Rồi. Ở đây có một tí tí gì đây là màu đỏ đúng không ạ? Ok, bởi vì nó nằm sau thì chúng ta cứ vẽ đại thôi. Bởi vì nó nằm sau thì chúng ta có quyền vẽ dư. Vẽ dư rồi, khi mà vẽ dư chúng ta thấy như thế này chúng ta sẽ bấm Ctrl Down. Được chưa? Tôi vừa bấm cái một cái nút mà nó quá mức. Đó, nếu mà quá thì chúng ta sẽ bấm copy và Ctrl Down tiếp. Đó, rồi Ctrl Down mà nếu mà do mình chưa gộp đối tượng nhiều ấy thì nó chúng cứ làm bao nhiêu đối tượng thì nó phải xuống từng đấy đối tượng thì nó mới ở dưới được. Rồi, nhưng mà dở cái là vì sao? Một cái rất rất dở mà hồi nãy chúng ta quên đó là gì? Đó là một cái nền trắng ở dưới. Đúng không ạ? Có một nó còn có một cái nền trắng ở dưới nữa. Thì tại sao chúng ta không vẽ? Đúng không ạ? Bây giờ giả sử tôi tạo một lớp nền này đi. Một cái lớp nền màu tôi đưa qua xuống đây đi. Giả sử tôi copy nền màu xám đi ha. Tôi copy xuống nha. Các bạn thấy này, đó, nó là cái hình như này chưa có màu trắng đúng không ạ? Thì chúng ta xóa đi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ thêm một cái nền màu trắng, có thể là vẽ một cái hình vuông. Được chưa? Hoặc là vẽ sao thì vẽ. Bây giờ nó là màu trắng, chúng ta đổ màu trắng được chưa? Đổ màu trắng đi. Bây giờ cái này chúng ta vẽ sau cho nên là nó nằm trên rồi. Bây giờ chúng ta phải bấm Ctrl Down cho đến khi nào nó xuống dưới hẳn thì thôi. Dưới cùng đấy. Rồi, như vậy là xong. Thì bây giờ gọi coi như là chúng ta đã xử lý xong tất cả những cái thằng này. Bây giờ chúng ta hình như là nó có cái viền đen đúng không ạ? Hình như là nó có viền đen. Thì chúng ta sẽ bôi đen rồi cho nó là viền đen. Tất cả bôi đen toàn bộ và chuột phải vào cái màu đen. Chuột phải vào màu đen. Và kích một cái nét nó phù hợp, ví dụ là hai chấm, có thể là bốn chấm đấy, tùy. Còn những cái thằng together này là không có viền đúng không ạ? Giả sử là như thế đi, không có viền thì chúng ta bỏ bỏ chọn, thì ở đây có dấu nhân này, chuột phải bỏ chọn. Cái này là màu trắng đúng không ạ? Màu trắng và không có viền thì là bỏ viền, kiểu kiểu nó là như thế. Bây giờ chúng ta kéo ra coi đúng chứ nhá. À không, kéo ra nhá, copy ra đi, copy ra. Bởi vì sao? Bởi vì cái màu nền màu xám này chúng ta mới tạo cho nên là nó sẽ nằm trên. Nằm trên thì nó che khuất. Rồi. Các bạn thấy giống chưa? Hiện tại là gần giống thôi. Vì còn thiếu hai cái người. Giả sử đây là lớp là 9A, giả sử như là bọn lớp 9 này nó rất là block 9A. Rồi ok. Nói chung là các bạn phải linh động nha, tôi chỉ được khoảng tầm được một nửa thôi, còn những cái nhỏ 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 các bạn phải tự nghiên cứu đấy. Ví dụ như là kéo nghiêng rồi chữ đồ các kiểu chẳng hạn, ví dụ như là giả sử cái chữ này đi nhá, nhân tiện đây thì tôi cũng hướng dẫn luôn, đó là giả sử tôi muốn làm cái chữ này là chữ chữ vòng cung thì thôi ha, tôi sẽ chữ làm cái kiểu chữ này, các bạn biết không? Có thể là như thế này, hiểu không ạ? Có thể là các bạn bấm căng chôn ship đi, không mình chưa bấm vào đây căng chôn đan. Khi các bạn bấm vào cái chỗ hồi nãy tôi vừa bấm và bấm chỗ này thì nó sẽ xuất hiện như này. Giả sử chúng ta bấm vào đường cong này đi thì chúng ta sẽ bấm Ctrl và kéo lên thì nó sẽ lên đều nhé. Đấy, hoặc là không bấm Ctrl thì chúng ta tự kéo theo yêu cầu của mình. Đó, giả sử chữ như thế này. Đấy, còn chữ mà làm cong ấy, chữ làm cong thì như thế nào? Tôi sẽ hướng dẫn tiếp theo. Chúng ta tạo một cái vòng tròn như thế này. Và chuột phải nhé. Test này. Fit to path này. Được chưa? Bởi vì chúng ta không thể nào mà tách ra một cái bài học này rất ra nhiều nhiều những cái nhỏ nhỏ này được, mà tôi sẽ gộp chung vào một cái bài tập để làm chung các bạn nhé. Đó. Đấy, bây giờ không thể nào là bây giờ hướng dẫn làm cong chữ ở trên là Corel được. Đấy.
Nếu có làm thì khi nào rảnh mới có thể làm những cái này được. Đó, hoặc là kéo các bạn kéo vào trong ở dưới nhé, hoặc là ở xuống dưới. Đấy, xuống dưới thì nó sẽ lật ngược như này, thì các bạn có thể là bấm ngược, đảo ngược cái này này. Những khi mà chúng ta vào một cái công cụ thì nó luôn luôn có những cái công cụ phụ ở trên, tức là nó hỗ trợ cho những công cụ chính, thì nó nằm ở phía trên đây, những cái trên này, thì kiểu kiểu nó là như thế. Nó cũng nằm ở là làm được một cái giới hạn nào đấy thôi các bạn ạ, nó cũng không thể nào mà đẹp tuyệt vời giống như ta mong muốn được. Đấy rồi, đó là một một hướng dẫn cơ bản về chữ nhé. Tôi cũng để đây để các bạn cuối bài học có thể nhớ lướt qua những gì chúng ta đã học. Rồi, cái phần chữ là đã xong. Còn những cái bóng mờ, ví dụ ở bên này các bạn thấy này, bóng cái chỗ này, giả sử tôi muốn cái này nó mờ chẳng hạn, nó là như thế. Hoặc là làm cái đối tượng này là có mũi tên này này, thì có thể là mờ như này. Đó. Hoặc là như thế này. Do cái này là màu xám, nó không không có rõ. Thì cái đó các bạn sẽ tự nghiên cứu nhé. Đó, kiểu dạng như là làm cho nó mờ dần các kiểu đấy. Nhưng mà chúng ta tôi ít dùng như thế này. Rồi, bỏ Ctrl Z lại. Rồi, cứ chúng ta tiếp tục vẽ hai cái bản này. Cái này thì khá là dễ. Chúng ta chỉ cần là vẽ gì? Đầu tiên là chúng ta vẽ một cái mặt và chúng ta đè lên hai cái tóc. Đúng không ạ? Đấy. Đây, chúng ta vẽ như này. Còn về cái việc mà các bạn vẽ bao nhiêu điểm thì các bạn linh động nhé. Ctrl A bấm vào đường cong và sau đó là điều chỉnh theo cái mong muốn của chúng ta. Nếu như muốn kỹ hơn thì nhảy nhảy vào cái gì? Cái dấu chấm. Được không ạ? Nhảy vào dấu chấm này. Những cái dấu chấm điểm này và đều có, nó sẽ xuất hiện ngay lập tức xuất hiện mũi tên, thì các bạn sẽ điều chỉnh. Ở trên này tôi biết rõ rằng tôi sẽ vẽ được cái màu đen đè lên cái màu trắng này, màu mặt này rồi, thì tôi không cần thiết phải vẽ. Tôi sẽ vẽ những cái tóc này đè lên. Vậy là xong. Điểm thì tôi sẽ linh động vừa đủ điểm thôi, không cần phải làm nhiều. Đối với Corel 2020 thì nó các bạn khi các bạn phải bỏ chọn các bạn mới bấm được Ctrl A, còn X7 thì nó rất là khỏe. Các bạn vẽ xong và có thể bấm được ngay Ctrl A. Đấy mà tôi cũng rất là ghét cái việc mà cứ ăn rồi cứ phải thay đổi cái phần mềm, nhưng phần mềm nó là phần mềm bản quyền. Chúng ta cần phải bỏ tiền ra mua. Cho nên là chúng ta xài miễn phí thì điều nó sẽ có giới hạn, và một khi bị lỗi thì cài lại là không được. Đấy, và đặc biệt là bây giờ X7 các bạn cài cực kỳ khó. Cho nên là mỗi lần thay đổi chúng ta lại phải thích nghi rất là phức tạp. Rồi, ok chỗ này. Rồi, như thế. Chắc chắn là đến đây các bạn sẽ nhiều bạn hỏi, đặt ra một cái câu hỏi đó là gì? Đó là chúng ta sẽ phải vẽ màu đen này với đường viền của cái màu trắng này. Giả sử tôi sẽ như thế này dễ nha. Là nó phải cũng phải kéo cho nó khớp với cái này. Nhưng mà không quan trọng, các bạn cứ vẽ cho nó quá đi. Thấy chưa? Sau đó là chúng ta lát nữa chúng ta bấm Ctrl Down cho nó ở dưới nó bị đè khuất đi. Hiểu không ạ? Các bạn phải linh động, nó phải linh động thôi. Không lẽ bây giờ tôi một cái chương trình đào tạo của tôi giờ in in lụa hình như là bao nhiêu, xuyên suốt trong 5 đến 7 ngày liên tục không nghỉ thì nó mới hết được tất cả những thứ đấy, trong khi bây giờ chỉ học vỏn vẹn mấy tiếng trên này thì rất là khó các bạn ạ, thực sự đấy. Nên là bây giờ các bạn học miễn phí thì phải chịu khó thôi, đúng không ạ? Rồi bây giờ ở chỗ này, cái mặt này sao tóc này. Ở đây tôi sẽ kích đập thêm một tí nữa để tạo ra một cái nét nó mềm mại một chút ở đây, chỗ cái lỗ tai này. Đấy. Kiểu kiểu nó là như thế, nhưng mà cái mình chỉ giỏi cái là vẽ theo thôi.
còn nghiên cứu ra thì nó mình không làm được. Đó là nghiên cứu về vẽ thì sao cho nó ra một cái hình mà hoạt hình là dễ thương và đẹp rồi mình không làm được. Đó, bây giờ mình vẽ, mình đưa cái này màu đen đi. Rồi, bây giờ là cái áo nhá. Bây giờ trước khi vẽ cái áo mình sẽ vẽ cái chân. Đấy, vẽ cái chân trước. Cứ vẽ tạm nó đi. Đấy, vẽ hai chân luôn. Bây giờ đối đối với những cái hình in mà áo lớp này nó đâu không cần phải đúng đâu. Cái chân của nó là hình vuông vẫn ok mà, đúng không? Bây giờ các bạn sẽ bấm vẽ này. Đó, cầm kéo cho nó phù hợp. Nói chung là chả có cái gì nhanh được cả. Vẽ mà vector này là đối với những cái cơ sở thiết kế là họ phải tính một hình này là bao nhiêu tiền đây, mấy chục ngàn các bạn ạ. Và họ làm nhanh, mỗi ngày họ làm được nhiều hình thì được nhiều tiền, chứ không bao giờ có chuyện là làm họ có phương pháp gì ngon đâu, không có. Photoshop xử lý hình ảnh ngon nhưng mà nó phải dựa đến một nền tảng có sẵn nào đấy. Có, nếu mà ngồi Photoshop mà ngồi vẽ như thế này thì cũng đâu đâu có nhanh đâu, đúng không ạ? Nếu bạn làm kể cả bạn giỏi Photoshop thì cũng đâu có nhanh đâu. Đấy. Rồi đến cái tay này hình như là hai cái tay này thì nó thế thôi, tôi vẽ cái công cụ vẽ tự động này cho nó nhanh nha. Xấu xấu tí cũng được. Hình như là hai cái tay như thế này. Không quan trọng thôi. Cho nó qua đây cho nó logic một tí. Đó, bên này. Đúng là hơi xấu thật. Rồi, ok, cái tạm thời là như thế đấy. Hai cái mắt này, những cái mắt này là chúng ta đều tạo ellipse cho nó nhanh. À, cái môi như tôi đã nói hồi nãy là gì, đó là vẽ chi tiết ở nền dưới, chi tiết thêm sau và thêm chi tiết nhỏ. Đây, nhỏ là gì? Nhỏ là những con mắt này. Nhỏ là gì? Nhỏ là những cái miệng này. Thấy chưa? Vẽ hai cái này và chúng ta tạo đường cong. Bấm Ctrl A để tạo đường cong. Rồi, bây giờ cái bàn này bây giờ là chúng ta cần phải gì? Giả sử cho nó là tất cả đều là màu xanh bích đi để mà dễ nhìn. Kích nó lên 2 chấm đi. Bây giờ ông những cái màu đen chúng ta sẽ đổ màu đen. Thấy chưa? Cái nào trắng đổ màu trắng. Những cái đỏ thì đổ màu đỏ. À, cái này nếu mà không đổ được màu đỏ rõ ràng là nó chưa kín hình. Chúng ta sẽ bấm vào nút này, nút tự động. Nó sẽ tự động tìm đến cái điểm cuối để nối chúng ta. Còn hai cái màu trắng này. Đó, hai cái tay quốc luôn. Nếu xấu là do gì? Cái chỗ này thì có thể là vẽ luôn cũng được, đỡ phải bấm Ctrl down gì. Rồi bây giờ tất cả cái thằng này đúng là bây giờ nó là chúng ta thấy nó là có đường viền màu đen thì chúng ta thêm màu đen thôi, có thể là 3 chấm. Đấy, bây giờ là gì? Bây giờ chúng ta đã được có một đối tượng này rồi. Bây giờ chúng ta Ctrl G nó lại thôi, đúng không ạ? Đối tượng A này, đây là đối tượng A này, đối tượng A, đối tượng đầu tiên. Đấy, đây là đối tượng B. Đấy thì các bạn, những bà cái bạn nam này thì cứ thế nhá. Bây giờ mình ghép lại đây, mình ghép bạn nữ lên đây thì có phải là nó ăn khớp y với nhau không, phải không các bạn? Bây giờ tôi ghép xong rồi, bây giờ tôi lại kéo trở lại này. Đấy, có phải hợp lý không? Rồi cái bạn nam, nếu như chúng ta vẽ được bạn nam xong rồi chúng ta sẽ phải copy qua cái page đưa xuống nhá. Bây giờ tôi giả sử bạn bạn nữ này luôn đi để mà không có thời gian, chúng ta làm tạm như thế đi. Đấy, bạn nữ đã đè hết tất cả những đối tượng và thấy hợp lý rồi. Thì bây giờ chúng ta là đưa qua cái áo này. Thì trước khi đưa qua thì chúng ta bấm Ctrl G nó lại này. Rồi, chúng ta xóa cái hình cũ và đưa qua. Đưa qua thì ở đây chúng ta sẽ kéo việc của chúng ta, bởi vì sao? Bởi vì sắp tới tôi sẽ còn hướng dẫn các bạn về làm khung bằng đề can để in nữa. Vậy nên tôi không khuyến khích các bạn kéo tới kéo lui cái hình in này. Nếu các bạn kéo tới kéo lui như này thì nó những cái hình in mà bị kích nét này này nó sẽ giữ nguyên nét. Ví dụ các bạn này, tôi ví dụ nhé, nếu các bạn kéo nhỏ hơn thì các bạn có thể thấy là gì, đó cái nét này nó vẫn giữ nguyên là 2 chấm,
thì nó sẽ nhìn rất là đậm như thế này, nó bị sai hoàn toàn. Như vậy là chúng ta sẽ không kéo nhỏ kéo lùi cái hình in cả, chúng ta kéo cái hình lớn đấy. Nếu có kéo nhỏ thì cũng kéo vừa phải, không không là người ta bắt bẻ là chết người, sai chết luôn. Đấy, rồi bây giờ giả sử cái hình in này các bạn ghép như này khách hàng thích rồi, nhưng mà bây giờ do cái màu cam này nó hơi ẩn thì họ muốn thay đổi một chút, thì chúng ta sẽ tiến hành thay đổi thôi. Ctrl U này, bẻ bẻ gãy nó ra, Ctrl U thêm một lần nữa đấy. Đấy, chúng ta sẽ thay đổi, ví dụ như đây là họ muốn đổi thành màu màu xanh lá, ok thì chúng ta thay đổi thôi. Đấy, thế là xong. Dưới này cũng là màu xanh lá. Đấy, có phải là ổn rồi không? Rồi, thì ở đây chúng ta đã vừa hoàn thành xong cái việc mà thiết kế một cái hình rồi. Đấy. Để chúng ta xem là nó thiết kế xong cái hình in này rồi, thì bây giờ á, chúng ta giả sử như bây giờ đến phần in lụa thì các bạn sẽ phải tìm cách để mà tách khung ra, đúng không? Tách hình in ra. Nếu như là tôi để in luôn thế vậy thì tôi sẽ nói luôn nhé. Nói luôn là nếu in một cái nền màu cam như vậy để tách khung, tôi sẽ tạo một lớp nền màu cam, có thể là cam đậm hơn một chút với màu áo, màu để tạo ra sự khác biệt. Tôi sẽ copy ra cái những cái hình in nào cần thiết mà phải in đó. Bây giờ ở đây cũng có số 9A nữa, đúng không ạ? 9A như ở đây chúng ta in logo, chúng ta kéo 9 phân, chúng ta kéo ra 9 phân hoặc là 8 phân tùy. Đó, để đó. Thì nếu như là làm khung để in lụa thì chúng ta đều phải đổi thành màu đen cả để làm chụp khung, đúng không ạ? Chúng ta phải chụp chụp khung, thì muốn chụp khung thì chúng ta phải làm phim. Làm phim thì sau đó mới là sau đó mới 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 chụp được chứ, đúng không ạ? Còn các bạn có thể làm đây là chụp chụp khung nhé. Bây giờ nếu tôi không chụp khung, tôi in bằng khung đề can thì làm sao? Khung đề can thì tôi xem gì, tôi để thế và tôi cắt luôn chứ tôi đâu có làm cái gì khác đâu, tôi chả cần phải để màu đen gì cả. Đấy, ông chụp khung đúng không, tôi sẽ tách luôn cho các bạn luôn này. Ông chụp khung này, enter này. Còn tôi đề can thì tôi cứ để thế màu xanh như tôi việc gì, bởi vì là đề can nó chỉ cắt theo cái đường viền này thôi, cái đường viền này này. Đây các bạn thấy, đây không thấy nhưng các bạn kích cho nó nét cho nó to to lên tí coi. Đó, nó cắt theo cái đó. Kích lại kích to quá này. Đấy, nó sẽ cắt theo cái màu đen này, là nó sẽ ra hình nhá. Ra hình và in, rất đơn giản. Mỗi người một chiêu nhá, chứ không cần thiết phải là học theo ai và theo ai cả. Các bạn về từ nghĩ đi, làm khác với những người còn lại. Rồi bây giờ ở đây nếu như là tôi muốn in cái hình này có kích thước là 25 30 đi, tôi ở đây giả sử có nhiều màu đúng không ạ? Có nhiều màu. Giả sử đến khung đến phần in lụa thì chúng ta sẽ nghiên cứu thêm, nhưng mà khả năng là tôi cũng sẽ không được nói kỹ, mà là không không có thời gian để nói kỹ. Tôi chỉ nói cơ bản rồi các bạn tự suy nghĩ ra để mà in nhé. Ở đây chúng ta sẽ copy ra rất là nhiều bản như thế này này. Cái bản gốc á là chúng ta để một bên, đừng bao giờ đụng vào, được chưa? Bởi vì nếu mà các bạn lỡ may bấm sai rồi bấm các kiểu rồi xong xuôi rồi cuối cùng là nó không vẫn chưa tách được hết màu thì nó lại không có cái để mà chúng ta copy ra. Rồi. Giả sử đây nếu là in lụa thì chúng ta sẽ làm khung gì? Đây. Ở trên này ở à, dưới này. Để làm sao mà các bạn hiểu được nhỉ? Đây, hình góc để trên đó nha. Ctrl-K. Bây giờ ông này chụp khung, tôi sẽ để đây. Nếu ông cắt bằng khung đề can, tôi sẽ để ở dưới nhá. Hai chữ này nhỏ quá. Cho nó đậm lên tí coi. Rồi, ông 9A này là ông in logo, ông in tay. Ông này là để ở đây. Đó. Bây giờ tôi sẽ phải in theo thứ tự là gì? Một lớp nền màu trắng thì chúng ta sẽ phải in màu trắng, và tất nhiên là gì? Tất nhiên là phải để màu đen để mà chụp khung, đúng không ạ?
màu đen chỉ chúng ta phải làm ra, tách ra màu đen để chụp khung. Rồi sau khi in màu đen thì chúng ta màu trắng rồi chúng ta sẽ in bằng màu gì, màu gì cũng được, miễn là màu đen cuối cùng. Đấy, chúng ta sẽ tư duy trong cái đầu để mà in cái gì trước cái gì sau. Đấy, ở đây nếu mà in như này thì chúng ta sẽ phải in gì? Đấy, chúng ta sẽ giả sử bây giờ nếu là tôi sẽ in như nào? Tôi sẽ in màu màu trắng rồi thì tôi sẽ in màu màu xanh hạn. Đáng lẽ thì tôi sẽ vẽ tự động ra cho nó chỉ trừ là cái màu đúng màu y thôi, nhưng mà thôi tôi sẽ để như này luôn, tôi sẽ cho tất toàn bộ những cái là màu trắng đấy, in màu xanh thì những cái phần màu lại còn lại màu trắng. Các bạn biết cái phần in phim không? In phim thì là gì? In phim thì chúng ta để màu trắng thì nó sẽ là không có màu. Để màu trắng thì không có màu. Như vậy là chúng ta sẽ chỉ là tô in những cái màu xanh này thôi, là màu đen thôi. Này, tôi sẽ làm cho bạn hiểu này. Thấy chưa? Màu đỏ vứt đi. Đấy. Thì ở đây có phải là màu xanh các bạn có thể thấy không? Cái màu trắng này là tôi không in. Được chưa? Tôi không in đúng không? Thì tôi không in và khi các bạn in phim ra tức là màu trắng là không màu. Đấy. Chứ không thể nào in in được màu trắng giống như là máy in pet đâu. Đấy. Là chúng ta nhìn đối chiếu qua đi. Cái màu đen này chính là màu xanh này, in màu xanh này. Các bạn sẽ hỏi là tại sao lại không trừ ra những cái đường màu đen? Những cái đường màu đen, viền màu đen ở giữa này và cả kể cả số 9A. Bởi vì là lát nữa tôi in màu đen cuối cùng tôi sẽ đè lên tất cả màu xanh này luôn thì tôi không có quan trọng cái đấy. Đấy là một phần trong tư duy để chúng ta in, được chưa? Đấy, cho nên là cái bài bài này rất là quan trọng. Nhiều người chỉ xem cái mỗi cái phần một cuối cùng này cảm thấy không quan trọng, không bỏ luôn cái phần này, cuối cùng là sau này chả biết gì cả. Tôi nói thật với các bạn nhé, rất là ít người xem cái khóa học này nó rất là quan trọng. Đấy, vì họ chỉ xem sơ qua và cuối cùng là bảo là không hiểu và cuối cùng là bảo là tôi sẽ không theo dõi nữa. Đấy. Bởi vì các bạn học thì học chơi cho vui thôi. Rồi bây giờ tiếp tục sẽ là màu 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 đỏ. Các bạn chỉ cần học những cái mà mình cần thôi để đáp ứng cho công việc của các bạn thôi. Màu đỏ nha, cái hai cái người này là bấm lại. Như màu đỏ là màu đen còn lại là cho trắng đi, mình sẽ cho trắng hết đi. Trắng và cho hai cái này màu đen. Đó, và bôi đen cái này và bỏ. Đây là chúng ta có phải là chúng ta sẽ được một cái hình này rồi không? Bỏ những cái ôi này, đây cái chữ màu đỏ nó cũng chuyển thành đen luôn nhá. Đỏ là chuyển thành đen hết. Để mà chụp khung. Đáng lẽ đến phần in lụa thì tôi sẽ nhắc phần này nhưng mà bây giờ nhắc trước cũng không không phải là thừa đâu. Rất là quan trọng đấy. Rồi như vậy là chúng ta đã có màu đỏ này, hai cái áo, cái chữ và cái mái nhà mình dư. Rồi. Có phải là chúng ta được một cái màu nữa không? Màu đỏ. Thấy chưa? À, tiếp theo là gì? Tiếp theo là màu đen. Màu đen thì rất là dễ. Màu đen rất là dễ. Và chúng ta sẽ tôi sẽ làm nhanh cái này để mà chúng ta sẽ kết thúc cái phần phần này lại vì nó dài quá, video gần đã 1 tiếng rồi, đã 1 tiếng rồi các bạn ạ. Bỏ đi những cái màu màu này, như vậy là đây là màu đen đúng không ạ, chúng ta sẽ in thôi, như vậy là xong đấy. Có phải màu đen là chỉ có thế không? Đúng, màu đen chỉ có thế. Quên hai cái tóc nữa. Hai cái tóc này rất là quan trọng, nó là cái mối nối
Nó là cái thứ rất là quan trọng để giúp chúng ta căn chuẩn đấy nhá, về cơ bản là thế nhá. Còn bây giờ còn cái mà cái này để dưới này để cắt đề can thì cũng vậy, nó cũng cũng cứ làm như thế, rất là dễ thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ hướng dẫn những cái phần sau đi, những cái phần in lụa nhá, bởi vì đây là cái phần thiết kế mà, nó chỉ là hướng dẫn sơ qua để các bạn hình dung được một phần của công việc của chúng ta là như thế. Đó. Và cái phần tách này chúng ta cần phải tách rất là nhiều chúng ta mới hiểu được. Ở đây cũng vậy, ở đây có ví dụ bạn người yêu của mình ban đầu cũng thế, không có hiểu, mãi một thời gian sau bây giờ thành rất là giỏi trong vấn đề này. Thì các bạn cũng có thể trở thành những người như thế, làm cũng một thời gian đầu và sau đó cũng mình nhìn vào mình sẽ hiểu ngay vấn đề nó cần phải làm là gì. Cho nên là tất cả ai từ không biết đều trở thành những người giỏi cả đấy. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video này ở đây nhé. Tiếp theo phần tiếp theo khả năng sẽ là những cái vấn đề tối ưu để giúp các bạn nhanh xử lý nhanh ở ví dụ như là đồ áo thể thao hoặc là những cái cách để mà chúng ta tối ưu nhanh hơn nữa trong công việc thiết kế này. Để tôi nghiên cứu ra cái gì hay thì để chia sẻ các bạn thêm. Xin chào các bạn.